Vậy thì cha có thể hỏi thầy Thanh chút. Theo thầy Tấn Thanh thì thầy đã diện chẩn điều khiển liệu pháp 16 ca này, thì theo thầy thấy đó, thì thầy chia sẻ cho cha cũng như là tất cả mọi người đây ha, về cái sức khỏe của những bệnh nhân này như thế nào, thầy chia sẻ một cách tổng quát đó. Cha Heron cùng ban viện chẩn và các bệnh nhân, thì con xin được chia sẻ một cách tổng quát về tình hình sức khỏe của các bệnh nhân. Là các bệnh nhân hiện tại vào phòng khám thì có người khám trước, có người khám sau, thì hiện tại tình hình sức khỏe là bệnh trạng ổn, và có một số bệnh nhân thì bước vào cái giai đoạn thứ hai của quá trình liệu pháp để điều trị. Và ngày hôm nay thì có một bệnh nhân đã hoàn toàn khỏi bệnh và được có thể cho về nhà. Đó là bệnh nhân nào? Dạ, con xin giới thiệu đó là bệnh nhân Phan Văn Hoa. Xin mời Phan Văn Hoa đến đây. Cho nào có tay. Thì các bệnh nhân còn lại thì cũng đang thực hiện cái phác đồ điều trị của phòng khám. Xin trình bày cùng cha Tiro và ban viện chẩn. Cảm ơn thầy nhiều lắm, xin mời thầy. Bây giờ cha phải đi lên cho bắt tay với ông Hoa cái mới được, bởi vì phải đưa ông ra khỏi phòng khám. Như cha đã nói với các bệnh nhân thì mỗi một bệnh nhân đến đây khám bệnh thì chỉ gặp được cha có 3 lần thôi, thì coi như lần này là lần cuối cùng cha gặp ông để chúc mừng ông, và ông đã bình phục trở lại hoàn toàn. Vậy từ nay trở đi ông trở về bình an, rồi đừng có ăn động vật nữa. Con động vật chính là cái mấu chốt để nó làm cho ông bệnh. Mà mấy tháng nay ông đã khỏi bệnh rồi, thì cha chúc mừng ông và ông trở về quê hương của ông. Ông hãy cố gắng làm những điều tốt nhất mà ông có thể làm được để giúp cho đời, để giúp cho ông, giúp cho gia đình vợ con ông nha. Xin cho ông có biết cái bệnh trạng của ông chưa? Cái bệnh trạng của Phan Văn Hoa cho đọc cho anh chị em nghe nè. Bệnh nhân Phan Văn Hoa sinh năm 1954, tức là 64 tuổi. Về tôn giáo thì ông là đạo Cao Đài. Chức sắc ông là phó cai quản chùa, phó cai quản thánh thất. Ông lớn quá mà bệnh này sao? Bệnh trạng là cao huyết áp vô căn. Cái này khó trị dữ lắm. Đau tức ngực, nhiễm trùng hô hấp, nhiễm trùng phổi, vô na thần kinh. Nhiều bệnh không? Thứ nhất là ông bị cao huyết áp vô căn. Thứ hai là ông bị đau tức ngực. Thứ ba là ông bị nhiễm trùng phổi. Thứ bốn là ông vô na thần kinh. Mà hiện nay đó là ngày nhận bệnh nhân, xin mời bà Nguyễn Thị Thái vô đây để chuẩn bị ra viện nè. Xin mời ông trưởng ban nhân ấp lên đây luôn để chuẩn bị cho bà ra khỏi phòng khám rồi, bà khỏe rồi. Xin mời giới thiệu với anh chị em, đây là ông trưởng ban nhân dân ấp Đường Lớn. Xin chào trưởng ấp nha. Xin mời ông ngồi đây. Cha đang nói cho anh chị em nghe về bệnh trạng của ông Phan Văn Hoa là cao huyết áp vô căn, có nghĩa là huyết áp ổng nó lên xuống lúc nào không ai biết được hết. Thứ hai là ổng đau tức ngực. Thứ ba là ổng nhiễm trùng phổi. Thứ bốn là ổng bị do na thần kinh. Ngày nhận bệnh ổng là ngày 15 tháng 4 2018, điều trị đến nay được 1 tháng 8 ngày. Nhanh hay chậm? Nhanh dữ lắm phải không nè. Không phải nhanh hay chậm, nhưng cái vấn đề là ông phải đi đúng cái phác đồ là tuyệt đối nha. Còn nếu đi sai rồi là cái lợn cợn, nó lợn cợn đi hết rồi. Nó cứ lợn cợn tới lợn cợn luôn. Hiện tại bệnh nhân hoàn toàn bình phục. Huyết áp của ông hiện giờ là 120/80 là đạt cái ngưỡng lý tưởng nhất. Ngưỡng lý tưởng nhất là huyết áp của ông là 120/80, mà trước đây là huyết áp vô căn, lát 20, lát 180, lát 30, giống như người khùng vậy đó, muốn khùng lúc nào khùng, phải không nào? Mà giờ huyết áp ông nó đã ổn định là cách đây một tuần,
coi như là hiện tại thì ông hoàn toàn bình phục, kể cả cái do na thần kinh của ông. Xin ông dở áo lên cho cha coi cái do na thần kinh. Đây là cái bệnh do na thần kinh. Quay xuống cho mọi người coi nè. Trước đây là nó lở hết, lở hết, mà hiện giờ anh xem thấy lành chưa? Nó còn âm ỉ bên trong chút nhưng mà được rồi, coi như là ông phải xuất viện ngay rồi. Xin ông có tâm tình gì trước khi ra khỏi phòng khám này để trở về với cuộc sống bình thường không? Năm chia sẻ cho mọi người. Em trước khi mà ra khỏi khám này, trước hết là cảm ơn Chúa Cha. Rồi vậy xin Chúa chúc lành cho ông, kể từ nay ông trở về không còn bệnh nhiều nữa đâu. Cố gắng ăn chay trường, ăn cây cỏ mà hạt giống để cứu đời, cứu người, cứu mình nha. À, sau này cây cỏ còn không có ăn nữa ha. Rồi vậy thôi, cảm ơn ông rất nhiều. Xin mời ông ngồi xuống nha, cho ông tràng pháo tay để tiễn biệt ông ra khỏi phòng khám nha.